Dưới đây nói, nhược tính thử tâm, đáng thị phát tâm. Tuy tâm của chúng ta là vọng tâm, vọng tâm là do pháp tánh biến hiện ra, thể của nó là pháp tánh, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Cho nên chân và vọng không hai, chúng ta không hiểu đạo lý này. Cho nên vấn đề là ở chỗ niềm tin. Chỉ cần quý vị tin tưởng tánh này, tin tưởng những hiện tượng này, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là do tâm biến hiện ra. Tác khởi thị pháp tánh khởi, diệt thị pháp tánh diệt. Khởi và diệt này chúng ta phải biết rõ ràng. Khởi là gì? Là duyên hợp. Duyệt là gì? Là duyên tàn. Duyên hợp thì sanh khởi, duyên tàn thì mất đi. Hợp tan vô thường. Sự sanh khởi hợp và tan đó không phải là khởi thật. Sự diệt đi hợp và tan không phải là mất đi thật. Cho nên tất cả pháp không sanh không diệt. Chân tướng sự thật này ta có nhận ra được không? Các nhà khoa học nhận ra được. Tôi nghe giới khoa học có nói như vậy, nên biết rằng họ đã thấy được. Họ nói trong vũ trụ chỉ có ba thứ, ngoài ba thứ này ra không có gì nữa. Đó là họ đã thấy được. Ba thứ đó là gì? Là vật chất, tin tức và năng lượng. Ba thứ này là duyên. Hợp thì hiện tướng, tan thì hiện tướng không. Duyên hợp, duyên tan. Hợp là nó, mà tan cũng là nó. Điều này nói không khác Phật pháp, chỉ danh từ không giống nhau mà thôi. Chúng ta nghe thì hiểu được, biết được. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả hiện tượng đều là huyền tượng. Trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh là giả, không thật. Biết được những thứ này là giả, không thật, thì quý vị không nên chấp trước, không nên phân biệt. Như vậy là đúng. Quý vị chấp trước phân biệt là sai. Tâm chấp trước là tâm luân hồi, luân hồi trong lục đạo. Tâm phân biệt là pháp giới tự thành. Cao siêu hơn lục đạo nhiều, không phải chịu khổ trong lục đạo, nhưng họ chưa thấy tánh. Chưa thấy tánh thì họ không thể được đại tự tại. Không gian hoạt động của họ chỉ giới hạn trong 10 pháp giới. Họ không thể vượt qua 10 pháp giới. Nếu như không buông bỏ chấp trước, thì không gian hoạt động của họ giới hạn ở trong lục đạo, không thể vượt qua lục đạo. Cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta,
Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, đây là thành Phật. Cảnh giới của họ hoàn toàn bình đẳng. Chư Phật Như Lai trong tất cả cảnh giới quyết định không khởi tâm, không động niệm. Đây mới gọi là rốt ráo viên mãn, rốt ráo triệt ngộ.